năm. Chưa bao giờ lịch sử nhân loại lại chứng kiến số lượng lớn đồng vị phóng xạ phát tán ra môi trường lâu dài như vậy chỉ trong một thảm họa duy nhất. Tuy vậy, bất chấp những lời cảnh báo, nhiều người vẫn trở về sinh sống tại khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân bị đóng cửa. Họ được gọi là những cư dân bất hợp pháp, những người không bao giờ chấp nhận việc rời bỏ nơi đã gắn bó cả cuộc đời của mình. Bất chấp ô nhiễm phóng xạ và lệnh sơ tán của chính phủ, ông Markevich đã quay trở lại thành phố Chernobyl, nơi ông đã gắn bó hơn 70 năm nay. Người cựu giáo viên 78 tuổi này là một trong số 158 cư dân vẫn đang sống trong vùng bán kính 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, nơi lò phản ứng số 4 phát nổ vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Vào ngày tai nạn hạt nhân xảy ra, Markevich đang giảng bài tại một lớp học địa phương. Ông không ngờ rằng vụ nổ đã làm biến đổi hoàn toàn thị trấn và cuộc sống của người dân. Ông Markevich cùng với hơn 110.000 cư dân khác trong khu vực đã buộc phải sơ tán vào năm 1986. Nhưng trái tim luôn thôi thúc ông quay trở về. Tôi thường giả vờ đi công tác chỉ để được nhìn thấy Chernobyl. Lúc thì giả là một thủy thủ, lúc là một sĩ quan giám sát. Trong một chuyến đi, ông đã gặp người đứng đầu một trạm giám sát phóng xạ. Người này đã cho ông một công việc. Và kể từ đó, ông Markevich không bao giờ rời khỏi đây. Cũng giống như những cư dân tự nguyện quay trở về khu vực nhiễm xạ, bà Kukharenko sống trong một căn nhà gỗ đổ nát. Họ tự trồng rau trên đất bị nhiễm xạ để nuôi sống bản thân. Họ nói rằng mức độ bức xạ ở đây cao, có thể ảnh hưởng đến người ngoài, những người chưa bao giờ ở đây. Nhưng những người già như chúng tôi thì có gì phải sợ. Tôi tin rằng một ngày nào đó Chernobyl sẽ hồi sinh, kể cả sẽ phải mất nhiều năm, nơi đây sẽ lại vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ. Bà Kukharenko, hai ông Markevich đều cảm thấy xa lạ với cuộc sống bên ngoài khu vực bị cấm người ở tại Chernobyl. Và chỉ có mảnh đất này mới là nơi họ thuộc về. Chernobyl là một thảm họa hạt nhân, nhưng đó cũng chính là một bài học đắt giá về an toàn hạt nhân cho nhân loại. Điện hạt nhân vẫn là sự lựa chọn trong tương lai gần. Và vì thế, nâng cao mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân đang là một yêu cầu cấp bách và không thể trì hoãn.